Làm thế nào khi mẹ bầu bị ngứa? Theo thống kê, có đến 40% phụ nữ mang thai bị ngứa và tình trạng đó sẽ biến mất sau khi sinh. Bạn có thể bị ngứa ở bất cứ vùng nào trên cơ thể, nhưng thường gặp nhất là ở lòng bàn tay, lòng bàn chân. Ngoài ra, một số mẹ bầu còn bị ngứa kèm theo dấu hiệu phát ban toàn thân, dạn ra khi thai lớn dần, làm xuất hiện những mảng da bị ngứa ở bụng, ngực, mông, đùi. Tuy nhiên, nếu nhận thấy tình trạng ngứa và mẩn đỏ trở nên dữ dội, vượt ngoài tầm kiểm soát, bạn nên đến bệnh viện khám để xác định chính xác nguyên nhân. Nguyên nhân gây ra những cơn ngứa là do rối loạn tuần hoàn trong cơ thể người mẹ, do sự gia tăng của hormone estrogen hoặc do thai nhi phát triển, cơ thể tăng cân khiến da vùng bụng, đùi, ngực bị dạn gây ngứa. Một số cách làm giảm cảm giác ngứa khi mang thai. 1. Tránh cào gãi khi bị ngứa. Một trong những sai lầm mà nhiều bà bầu hay mắc phải là khi bị ngứa thì hay gãi mạnh. Thực tế, bạn càng gãi thì càng ngứa và càng làm cho vùng da sẩn ngứa lan rộng, lâu dần có thể để lại sẹo về sau. Do đó, thay vì gãi, bạn có thể dùng một chiếc khăn ấm hoặc một chiếc khăn mát chườm vào vùng da bị ngứa để cảm thấy dễ chịu hơn. Mặc quần áo rộng và sử dụng thêm các loại gel hoặc tinh dầu được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên như dầu dừa, hạnh nhân, hướng dương để giữ ẩm và chống dạn da. 2. Duy trì chế độ ăn giàu dinh dưỡng. Để tránh gặp phải tình trạng ngứa ngáy, khó chịu thường xuyên, bạn cần uống đủ nước mỗi ngày và ăn nhiều thức ăn giàu vitamin A, vitamin D như cá, gan, trứng, các loại rau củ, các sản phẩm từ sữa, dầu ô liu. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh các loại thức ăn cay nóng và dễ gây dị ứng như thức ăn nhanh, ớt. 3. Thường xuyên tập thể dục. Bà bầu nên duy trì thói quen tập thể dục điều độ mỗi ngày với các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga, thiền. Hoạt động này không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch mà còn giúp máu lưu thông tốt hơn, từ đó giúp giảm cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Nếu bạn chọn những bài tập ngoài trời, đừng quên bôi kem chống nắng. 4. Tăng cường đề kháng da bằng cách giữ vệ sinh cơ thể. Da là cơ quan lớn nhất của cơ thể và là nơi tiếp xúc đầu tiên với môi trường bên ngoài. Chính vì vậy, đây là nơi lý tưởng để các loại vi khuẩn gây bệnh tấn công và cư ngụ. Cũng giống như các bộ phận khác trên cơ thể, da cũng có khả năng đề kháng tự nhiên hay còn gọi là đề kháng da để chống lại sự xâm nhập của các tác nhân gây hại. Nếu đề kháng da suy yếu, da bạn sẽ trở nên nhạy cảm, dễ bị tổn thương, ngứa ngáy trước sự kích thích của các tác nhân gây hại từ bên ngoài và bên trong cơ thể. Do đó, một trong những cách đơn giản nhất để giảm nguy cơ bị ngứa trong thời gian mang thai là tìm cách tăng cường đề kháng da bằng cách thường xuyên vệ sinh cơ thể bằng một sản phẩm chăm sóc da thích hợp, không có mùi hương quá mạnh để tránh gây kích ứng da. Việc tăng cường vệ sinh cơ thể bằng một sản phẩm sữa tắm diệt khuẩn phù hợp có khả năng kết hợp cùng đề kháng da, còn giúp bảo vệ mẹ bầu hiệu quả khỏi các vi khuẩn gây bệnh, từ đó luôn khỏe mạnh trong thai kỳ.